Theo thời gian, dòng chảy âm nhạc không ngừng thay đổi và phát triển. Chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn âm nhạc hơn. Tuy vậy, vẫn sẽ có những con người vẫn sống mãi trong lòng khán giả, bất chấp không gian và thời gian. Hãy cùng Color Man sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của những tên tuổi, những nghệ sĩ vang bóng một thời tại dấu ấn huyền thoại. Hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại The Legend. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Và bây giờ sẽ được giới thiệu nhân vật đầu tiên của dấu ấn huyền thoại. Đó là cải lương Chi Bảo, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Tôi dân dân Nga xin tê cao cùng hoàng thiên hậu thổ, cùng anh linh các đấng tiên dương. Có phải chăng hồn thiên sông núi đang quyển khuấy trầm hương, xin chân cho hơi thở của dương dân Nga đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, Thúy Kiều mãi là những vai diễn để đời, mà khi nhắc đến, người ta sẽ không thể không nhớ tới cái tên Bạch Tuyết, cải lương Chi Bảo của nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Bước chân vào thánh đường cải lương khi mới 16 tuổi, chỉ sau một năm, Bạch Tuyết đã được mời về đoàn thống nhất của danh ca Út Trà Ôn, một trong những gánh hát danh tiếng lẫy lừng của thập niên 1960. Năm 1963, Bạch Tuyết được trao huy chương vàng giải triển vọng Thanh Tâm. Năm 1965, một lần nữa Bạch Tuyết nhận huy chương vàng giải Thanh Tâm dành cho diễn viên xuất sắc. Đó cũng chính là dấu mốc mà danh xưng cải lương Chi Bảo bắt đầu gắn liền với tên tuổi Bạch Tuyết. Chỉ sau 3 năm bắt đầu sự nghiệp, Bạch Tuyết đã bước lên đỉnh vinh quang, trở thành ngôi sao được săn đón của sân khấu cải lương thời Hoàng Kim. Đặc biệt với sự kết hợp vô cùng ăn ý với Hùng Cường, cặp đôi sóng thần Bạch Tuyết Hùng Cường trở thành cặp đào kép đức tiếng đình đám, là cái tên bảo chứng cho độ ăn khách của sân khấu cải lương lúc bấy giờ. Năm 1988, Bạch Tuyết được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2012, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Tính đến năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã có trọn vẹn 60 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, để lại những vai diễn trở thành tượng đài của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, là cái tên mãi là huyền thoại trong lòng khán giả mọi điều. Xin kính chào bà con khán giả. Rất là cảm ơn bạn. Và cái chương trình của bạn rất là ý nghĩa. Tức là dấu ấn, tức là những cái gì mà để lại ấn tượng. Và huyền thoại, tức là đã qua rồi mà khán giả vẫn còn thương, vẫn còn nhớ. Và người ta cảm tưởng giống như là không có thật. Cho nên là khi mà quản lý nói cho Bạch Tuyết hay á, thì tôi nhận lời liền với một cái sự cảm ơn tận đáy lòng. Tất cả quý vị khán giả đã dành một cái tình cảm rất đặc biệt cho một người nghệ sĩ cải lương đã 77 tuổi. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, cùng với Color Man chúng ta ngược dòng quá khứ một chút xíu để lắng nghe chặng đường nghệ thuật 60 năm của cải lương Chi Bảo, Bạch Tuyết. Dạ thưa chị, em biết chị là đã đến với cái
nghệ thuật nói chung và đến với cái cải lương nói riêng là từ lúc mà rất là còn rất nhỏ. Thì chị có thể chia sẻ lại cái hành trình của chị từ lúc mà chị bắt đầu bén duyên với nghệ thuật như thế nào và chị đã phải vượt qua nó như thế nào? Em tin chắc rằng là có rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi vào nghề sớm lắm mà rất là tình cờ. Tức là ngày đó là đi học ở trong trường nội trú mà mẹ mất sớm lúc 8 tuổi rồi ba có má sao. Cho nên cái sự chăm chút cũng không có được như mọi người. Thì là ở trong nội trú đó có mấy người bạn là con của mấy bác mà đờn ca tài tử giỏi lắm. Chủ nhật thứ bảy không có ai rước về. Mới nói là thôi về nhà tao đi. Ba tao đờn cho mày ca. Yeah. Mà thật ra ở trong lớp đó thì mỗi lần giờ duyệt văn thì thầy với lại mấy sơ đó là kêu lên ca cho cả lớp nghe. Thì ngay lúc đó là cũng đã nổi tiếng rồi. Yeah. Rồi chưa kể là những cái lúc mà Giáng sinh á, thì là được làm thiên thần bay, rồi hát, rồi Viva, Viva, Sempe, Sempe, In Eterni. Xong cái mới đi theo bạn về, cái mấy bác biểu con ca đi, ca thử bài này coi. Xong cái đưa cái bài Ngựa Ô Nam đầu tiên. Mà chắc có lẽ là thấm nhuần từ hồi nào không biết nữa. Nhưng mà mấy bác vừa đờn lần đầu tiên, xong tới vừa đờn lần thứ nhì, cái là bà Tuyết ca được mà ca trúng liền à. Cái mấy bác đưa bài Lý Quân Sáo, xong bảo đờn ca, thì cũng đờn cái là ca trúng nhịp liền. Mấy bác nói ý cái con nhỏ này ngộ ghê vậy. Thì nhưng mà bản thân thì bà Tuyết cũng không biết làm sao. Nhưng trong đó là có cô Bạch Huệ, có chú Tư Rộm là hề nổi danh lúc bấy giờ. Cái chú Tư Rộm có một người vợ là bà là cô Bạch Mai. Cái cô Bạch Mai nói nè anh đưa cái con nhỏ này nó lên Đài Phát Thanh đi. Thì là có quen với lại chú Duy Chỗ là đờn tranh rất là xuất sắc. Thì chú nói tôi có một cái ban Duy Chỗ trên Đài Phát Thanh á, bây giờ là cứ 2 tuần là 1 tuần cải lương, tức là phát lần nửa tuần là nửa tiếng đồng hồ. Thì lần đầu tiên là lên đài, cái báo chí nói liền có một con chim lạ bay vào làng nghệ thuật. Thì nói chung là những cái sự việc như thế tiếp diễn. Mà hồi mà mẹ mất thì mình rất là muốn bỏ nhà đi giang hồ, nhưng mà không biết đi đâu. Rồi sợ khổ, rồi đọc tiểu thuyết, rồi thấy là ra ngoài bị dụ, rồi bị đánh đập này nọ, không dám đi. Thì xong cái bỗng nhiên có ở Kiên Giang có một cái đại gia đó, họ lập ra một cái đoàn hát. Và một đại gia nữa cất một cái nhà hát mới, thì gọi là đoàn Kiên Giang. Thì đoàn đó là do ba Điêu Quyền á, soạn giả Điêu Quyền lúc bấy giờ rất là có uy tín trong cái làng nghệ thuật của mình. Cái cô Đào Chính á, còn 15 ngày nữa đoàn hát khai trương, cái thì cô Đào Chính cổ có một đoàn khác bắt cổ nhiều tiền hơn. Hồi xưa là gọi là bắt đào bắt kép á, rồi cái cổ đi. Cổ đi xong cái ba Điêu Quyền mới lợi nhà, thì ba không cho đi. Tại vì ông nội nói là ba dạy con không có tốt, cho nên là mới sinh ra cái sướng ca vô loại. Oh yeah. Mình mới nói với ba là ba ơi, ba cho con đi đi, ba không cho con cũng trốn đi à. Ba cho con đi á, con làm đàng hoàng á thì con về. Còn nếu mà con hư hỏng mà bê bối á thì con tự tử con chết luôn, con tự tử con chết luôn chứ nhà khỏi mang tiếng. Yeah. Là mà lúc chị nói với ba ba chị lúc đó là cái chị nói câu đó là lúc đó chị mấy tuổi? Dạ sắp sửa 16. Dạ. Thì xuống dưới là tập tuồng 15 ngày. Nhưng mà bà Tuyết nhớ lại là không biết sao mình gặp rào làm quen với mấy anh chị mà người ta múa đánh kiếm này nọ đó, mấy vệ sĩ á. Mình nói tại vì mấy người này là người ta múa là người ta được trả lương, như vậy là phải múa hay lắm. Rồi mấy người đánh kiếm này được trả lương thì nghĩa là mấy người này phải đánh võ hay lắm. Cho nên là hả tập tuồng xong rồi đó thì ở lại để học đánh kiếm, học múa. Mà lúc đó thì mấy chị đánh kiếm, mấy chị mà múa với mấy ông đánh kiếm đó, lớn hơn mình nhiều lắm mà, 20 mấy tuổi. Mà người ta thấy trời Đào Chánh mà sao lợi nói chuyện thân thiết người ta dễ thương lắm. Cho nên người ta hết lòng dạy. Thì thật ra là chỉ có 15 ngày thôi. Nhưng mà quý vị khán giả có hình dung không, bây giờ mà nếu mình Tuyết lên sân khấu mà giơ tay mà đẹp này kia, thậm chí quánh kiếm này nọ là công tình của các chị múa lúc bấy giờ và của ba, của các anh mà vệ sĩ lúc bấy giờ, buổi đầu đời khi mà Tuyết bước vào làm diễn viên. Cho nên nếu mà quý vị ai còn sống nó xin hãy nghe lời của bà Tuyết mà nói một lời biết ơn cho tới bây giờ. Thì lúc bây giờ là bác Tiêu Sái đó, ông mới bẻ tay bẻ chân, ông là đạo diễn. Cái tập rất đàng hoàng tử tế rồi.
Ngày đó là tối đó là khai trương. Buổi sáng đi, trời đi qua thấy cái rạp hát để cái hình bà trước quá lớn. Trời ơi, không thể nói được trong bụng mình lên thế nào. Chạy đi, chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy lại. Đi qua tuốt bên đường bên kia, nhìn sang ý mình. Mà nước mắt chảy ròng ròng á, quý vị. Dạ cái... hồi hộp quá không biết tới lên là sao, lại không biết lên sân khấu kiểu nào. Thì tối đó ở trong đoàn mới chọn một chị Cẩm Hồng là cái người mà đóng đầu độc, mà chị là người ở ngoài đời mình thấy rất bình thường, nhưng mà khi hóa trang makeup lên đó, đẹp vô cùng. Thì ở trong sân khấu đó có một cái truyền thống là chọn những người như vậy đó để làm mặt cho cái cô đào đầu tiên mà cổ lên sân khấu ngày đó. Yeah. Thì bà Tuyết được vậy, cái xong xuôi hết. Mà nói thiệt với quý vị đó, nói thiệt được không? Dạ được. Dạ, quý tại khán giả đang muốn nghe nói thiệt. Tại vì hồi đó tới vì mình lúc 16 tuổi, tụi mình chưa có gì hết trơn á. Mà hồi đó không có cái số trang mà có mút như bây giờ. Cho nên bà bầu á, mới đi mua cái số trang, xong cái mua hai cái khăn đụng vô. Mà mới 16 à, nó dạ, chưa... Dạ mới có 16 thôi, chưa từng biết yêu ai nữa. Điện nước nó chưa có. Nên phải nạp thêm. Dạ đúng rồi. Cái tối giờ hát, cái đứng ở cánh gà, bác tiểu sái nói tới con ở đó ra đi. Trời không dám ra, không dám ra, rung rung nó như vậy nè. Cái bác thảy ra một cái, xiển niễn gì. Cái đứng lên, hát luôn hết đàng hoàng tử tế cho tới chót. Khán giả vỗ tay quá trời quá đất. Cái tối giảng hát được lãnh lương. Quý vị ơi, một đứa con nít 16 tuổi mà được một đống tiền á, làm đào chánh mà. Cầm tiền hoài không biết, đi tới đi lui. Hỏi mấy chú hậu đài, chú, lương chú mỗi đêm nhiêu vậy chú? Hỏi cô cái anh vệ sĩ, lương anh nhiêu đêm? Nó cách biệt mấy chục cây số. Dạ. Mình nói trời, sao mình vừa mới vô cái hát mà sao mình được nhiều tiền quá vậy? Tối mai người ta còn cho mình hát nữa không? Mà từ đó thì bà Tuyến mới nghĩ rằng mình phải chia sẻ cho đàng hoàng. Không có ai dạy mình hết á, nhưng mà mình nghĩ cuộc sống mà nó cách biệt nhiều quá đó thì nó không phải đúng như vậy. Hồi đó gọi là hát từng bến á, tại vì đoàn có khi là đi bằng ghe nữa. Cái xong mỗi một bến như vậy đó là nhiều nhất á là 5 ngày, ít nhất á là 3 ngày. Xong mình mới nói với ông bà bầu á, nếu hát 3 ngày á thì con lĩnh lương 2 ngày thôi, còn một ngày thì chia đều hết cho mấy người công nhân hậu đài. Thì từ đó cho tới ngày lớn đó, thậm chí cho đến bây giờ bà Tuyết đi hát á, mà có một cái chương trình mà có hậu đài thì bà Tuyết cũng chia như vậy đó. Chưa kể là mở bảy phùng hái dạy á, con biết không, cái nghề này là một cái nghề tập thể. Trước khi con ra đây đó, người ta make up cho con, rồi mấy người công nhân đó, người ta sắp từng cái ghế, sắp từng bóng đèn rọi cho con, rồi những người đàn. Đây là một cái nghề mà nó rất là nhiều con người tổng hợp lại với nhau. Cho nên mỗi một lần mà con khán giả vỗ tay con á, thì con phải nhớ rằng bao nhiêu người người ta cúi xuống để cho con bước lên lưng của người ta, thưa quý vị. Oh,
Những trăm năm sau biết quay còn nhớ tiếng khóc tôi như âm thầm nức nở trăn trở đau thương cho kiếp người đầy thống khổ vẫn số trung duyên tan vỡ khúc trong buồn giá diết đêm cô đơn thổn thức tiếng tự lòng cô gặp tình cờ từ trong cơn mê ngộ ngôi mộ bên đường kêu ngồi khóc đàm tiếng chung nhân gian tiếc thương cho người miền ấm canh giây phút chạm lòng thành hai lụy mai mười lăm năm lần đần lao đao thâm nhi hai lượt thâm lâu hai lần nói đi em nói chuyện kiều bạc số đã quay lưng đã ngoan mặt cổ chàng đã trao khăn trao ngọc trao đàn trao cả trái tim cho người đón mời kiều đã đi xa kiều không còn đây nữa lời hứa năm xưa còn đâu nữa mà chờ phố chàng kiếm trốn người ngó thuốc kiều bỗng giờ cuối cốt với giữa chờ chào mời cuộc sống ôm cả nỗi lòng chia sẻ với thiên thương từng cơn mưa giông bão tố dục dù chẳng núi ngăn đường mịt mù gió cát sống tiền đường tớm vui rồi món bạc kiều trối giạc sống đời
trời ơi, một người 77 tuổi mà bắt múa rầm rầm. Có rất nhiều cột mốc trong cái sự nghiệp của chị. Dạ. Hơn 60 năm. Nhưng mà em nghĩ rằng một trong những cái cột mốc đó là chị được phong là cải lương chi bảo đó, thì nó cũng đến với chị từ rất sớm. Dạ. Không biết là cái cảm giác của chị lúc đó là như thế nào. Hồi đi hát đó là năm cuối năm 60. Dạ. Tới năm 63 đó là ở đoàn Thống Nhất á, của cộng 10 Úc Trợ Ôn á, thì lúc đó là hát cái tuồng Tàn Một Kiếp Hoa của tác giả Trung Nguyên và được huy chương vàng giải Thanh Tâm. Cái giải Thanh Tâm lúc bấy giờ đó là nếu mà cái nghệ sĩ trẻ nào mà đoạt được đó thì sẽ được bầu gánh lên lương gấp 10 lần trước đó. Thì là cái giải thưởng đó là một cái giải thưởng đưa một cái người bình thường, nghệ sĩ bình thường lên một cái nghệ sĩ trẻ có tên tuổi. Thì năm 63 và cho tới sau đó thì về Dạ Lý Hương thì được hát chung với cậu Mười Út, được hát chung với nghệ sĩ Hùng Cường, mà sau đó báo chí gọi là cặp sóng thần đó. Thì đó là lúc đó hát được cái tuồng Tuyệt Tình Ca, Người Đối Diện Lương Tâm và Tần Nương Thất của tác giả Hà Triều Hoa Phượng, và Tuyết được Donny đóng dài. Tức là bầu gánh nhờ một người soạn giả giỏi xem cái dáng của Bửu Điền như thế nào thì mới viết một cái vai riêng cho Bửu Điền. Mà cho dù người khác có ca hay hơn hay là đẹp hơn thì diễn cũng không được. Tức là diễn cũng không xuất sắc như vậy được. Tức là ở trong người mình đã có cái gì đó thì cái người tác giả họ hiểu điều đó. Thí dụ như cái giọng ca bạn dài thì chỗ đoạn đó tác giả sẽ cho bạn ca thật là hơi dài. Còn nếu mà cái hơi bạn ngắn thì ở đó tác giả sẽ cho bạn diễn vừa ca, thành thử vô một câu dòng cổ không cần phải hơi dài mà khán giả vẫn thấy hay tại vì nó hợp lý. Thì bà Tuyết được mấy cái vai đó ở Thống Nhất với ở đoàn Dạ Lý Hương. Và từ cái vai mà Tần Nương Thất, tức là ngôi nhà của cô Tần đó, thì được cái giải diễn viên xuất sắc của giải Thanh Tâm. Thì nếu mà cái thời đó mà như vậy nghĩa là bạn ăn trên ngồi trước rồi. Tức là bạn đưa vô trong cái gọi là best seller đó. Dạ, nếu mà là cuốn sách lúc đó còn trẻ mà, cho nên là không biết làm cái gì với tiền, cũng không biết làm cái gì với sự nghiệp gì hết á. Chỉ biết là mỗi lần lên sân khấu mà khán giả vỗ tay thì càng nhớ mẹ nhiều hơn. Tức là sao mẹ không còn sống đang để cho mình khoe với mẹ những cái điều này. Khi chúng ta có tất cả mà chúng ta mất mẹ hay là chúng ta mất cha ngay từ khi chúng ta còn nhỏ thì đó là một cái sự bất hạnh không thể bù đắp. Là bởi vì nếu bạn bị tật nguyền ở một cái chân hay một cái tay thì người khác sẽ giúp đỡ bạn. Nhưng mà sự mất mát này đó, nó giống như là mình bị mất chân mất tay nhưng mà bị mất phân nửa cái đầu. Cho nên mình bị tật nguyền cái tâm hồn của mình. Mà cái đó, đó thì thiệt ra bà Tuyết cảm ơn nghệ thuật cải lương. Là bởi vì đó mình hát những cái vở tuồng khóc á, mình không cần phải ráng khóc. Tức là cứ tới những cái cảnh đó là nước mắt mình cứ ròng ròng và mình thậm chí không thể ngừng, phải học cách để ngừng lại đó thưa quý vị. Chứ còn nếu không á, cái sự nhớ mẹ này nó mắc cười lắm. Đang khi bình thường trời nắng như vậy đó, khi có một người đưa cho bạn một cái món gì rất là ngon thì vừa mới bật lên tính ăn thì bỗng nhớ mẹ, cái thì nó nghẹn ở cái cần cổ. Và đó là những cái nỗi đau mà chỉ có nghệ thuật cải lương lắp lại được giùm cho Bạch Tuyết, cho phép Tuyết được nói lời biết ơn với tất cả những cái điều mà Bạch Tuyết được nhận từ nghề nghiệp mình cho tới khán giả đến ngày hôm nay. Dạ. Thưa quý vị khán giả, thì bây giờ chắc chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một cái vài hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết của những cái năm đầu sự nghiệp. Tấm này là chụp năm nào hả chị? Dạ, cái tấm này là chụp hồi năm 18 tuổi. Dạ, lúc mà rời, sắp sửa rời đoàn Thống Nhất của cộng 10 Úc Trợ Ôn. Dạ, là cũng cái năm đó là chị... Dạ, năm 20 tuổi là huy chương vàng giải Thanh Tâm xuất sắc. Dạ, dạ. Năm này là năm huy chương vàng triển vọng. Dạ. Và dạ, năm này là cái năm chị nhận cái danh hiệu cải lương chi bảo đúng không? Dạ không, năm 20. À, năm 20. Lúc mà cái giải thưởng xuất sắc của giải Thanh Tâm á. Dạ. Ủa, nút Trà Ôn nè. Đây là hát được với cộng 10 Úc Trà Ôn nè. Trời ơi, hồi đó ông bự, kinh cũng bự cái tên ổng á. Dạ. Còn mà tên là Tiếu có chút xíu vậy nè. Dạ. Mà được hát với ổng á. Trời, lúc này chị cũng chắc 19, 20 gì à? Dạ đó, khoảng đó, tại vì 18 tuổi là rời đoàn Thống Nhất. Dạ. Cái này trong cái vở nào chị có nhớ không chị? Cái này ở trong cái vở Đẹp Duyên Chùa Tháp.
À, đẹp duyên chùa Tháp. Dạ, tiếng Áo nguồn tên á. Còn đây là được chị Thanh Nga tặng giải Thanh Tâm. Chị Nga đẹp quá trời, đứng gần chị còn thấy đẹp dữ nữa. Tức là nếu mà Bụi Điền đứng gần chị Thanh Nga đó là con mắt mình không thể rời được. Tức là đẹp vô cùng, đẹp không thể tưởng tượng. Chị Nga với Lệ Anh Thành được hồi còn trẻ. Em nghe nói là chị Thanh Nga là cái người mà khuyến khích chị đi hát. Tại vì cũng có lúc mà chị cảm thấy... Thì cái hồi mà chị hồi đi học thì đi xin hình chị Thanh Nga. Dạ. Mê chị Thanh Nga. Dạ. Rồi cái đi xin hình chị Nga là xin hình chị Kim Cương. Dạ. Thì lúc xin hình chị Thanh Nga thì giống như mình vậy nè, ở trong hậu trường vậy nè. Cái coi chị tập tuồng. Dạ. Cái chị ra chị nựng nựng mặt vậy nè, hỏi em biết hát không? Thì bà trước nói là dạ em biết hát tân nhạc. Em đi hát đi, cái mặt em mà đi hát là nổi tiếng lắm á. Ồ. Giống như là một cái lời lời gì á, yeah. Lời tiên tri vậy á. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Sau này khi mà có gặp chị rồi bà trước có kể lại, chị nói trời ơi lúc đó ai nhập đó. Mà có duyên lắm. Thì bà trước nghĩ là trong đời mình chắc có lẽ là tổ chọn đó, chứ còn mình không phải biết đường mà đi đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tại đúng vì mà. Những cái việc mà ở trong đoàn hát hay là những cái vở tuồng đó thì có thể nói là mình được một cái sự may mắn không thể nào ngờ tới được. Thì ở trong nghề đó mấy bác với mấy chú đó nói là cái con nhỏ này á là con của tổ cho nên tổ đãi nó. Yeah. Và bây giờ thì Colorman xin được phép mời đến lên sân khấu này một vị khách quý, một nhân vật mà nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết xem như là tri âm tri kỷ trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Và ngày hôm nay thì cũng rất vui bởi vì được mời anh Thanh Hải đến với Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay cùng với chị Bạch Tuyết. Dạ, xin mời anh Thanh Hải ạ. Dạ, em chào anh. Lại tiếp tục đi. Dạ, dạ. À, dạ, kính thưa quý vị các bạn, mình cũng có hỏi chị Bạch Tuyết là chị ơi, chị muốn một cái dàn nhạc nào, một cái ban nhạc cổ nào mà để đem đàn cho chị. Thì chị cũng nói dứt khoát luôn là thôi, một mình anh Thanh Hải đủ rồi. Tại anh Thanh Hải là cái người mà đi đồng hành với chị và hiểu nhất, hiểu chị nhất. Và ảnh nhanh tới cái mức mà có thể là giống như ứng biến tại chỗ luôn. Ví dụ chị nghĩ ra một cái câu gì đó hoặc trong một cái ngữ cảnh, trong một cái bối cảnh nào đó thì ảnh có thể thể hiện ngay lập tức. Và chính vì vậy cho nên là chị Bạch Tuyết đã dứt khoát là thôi, hôm nay em không có cần phải tốn nhiều tiền để mời một cái ban nhạc quá hoành tráng đâu, một mình anh Thanh Hải với chị là đủ rồi. Dạ, đó chính là lý do mà ngày hôm nay nghệ sĩ nhân Thanh Hải cũng có mặt trên sân khấu này ạ. Dạ, rất là cảm ơn Vũ Điền. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả. À, ngày xưa đó má Bảy có kể với bà Tuyết là má Bảy Phùng Há nói má hát với nhiều cây đàn lắm, nhưng mà khi nào mà không có ông Sáu Tửng á thì má không ca. Rồi chị Thanh Nga đó thì khi nào mà không có nhạc sĩ Út Trong thì chị Nga không ca. Xong mới hỏi là ủa như vậy là những người này xuất sắc nhất hả má hay là chị Nga? Thì má với chị Nga nói là không phải em ơi, mấy người nhạc sĩ hay đó, người ta nghe cái giọng mình á, cái người ta biết là ở chỗ đó cần thêm vài ba nốt nữa, thí dụ như dứt song lan hoặc là dứt câu thứ nhất câu thứ hai gì đó, mà chỉ riêng cái một cái người mà người ta hiểu mình cái đó. Cho nên có những giọng ca đó thì như giọng ca của Mười Út đó, thì cái đờn chính đó là phải là cái đờn guitar. Rồi thí dụ như thể giọng ca của Bạch Tuyết đó, thì đờn chính đó, ngoài cái đờn kìm đó còn một cái guitar Havien. Bởi vì mỗi một cái giọng ca đó nó sẽ thích hợp với lại một cái những cái đờn nhấn nhá của đờn. Yeah. Còn Bạch Tuyết với nhạc sĩ Thanh Hải thì thưa quý vị thấy bạn vậy đó, chứ còn một mình bạn đó, bạn đờn tới 5-6 cây đàn. Một mình bạn mà bạn đi trên thế giới như là một cái dàn nhạc giao hưởng. Yeah. Hãy đứng lên đi Hải. Mà ở trong cái nghề tổ đó, đạo nghề đó, thì người nghệ sĩ mà cho dù là có nổi tiếng đến thế nào, mà khán giả có thương đến đâu, và đặc biệt cái vị trí như thế nào nữa đó, thì đứng trước cái người đàn đó thì mình vẫn là cái đứa học trò nhỏ, và lúc nào cũng phải tuân theo cái nhịp điệu của người nhạc sĩ bày ra. Dạ. Ôi giáo, ôi gươm, ơi trường thương, ơi đoạn kiếm, các người đã theo tiên quân ta bao lần giết giặc, sao bây giờ trầm mặc trong giá gỗ cam chịu phận ngẫm hiu? Ta muốn chiêu hồn các ngươi, ta muốn chiêu hồn các ngươi, hỡi những vật vô tri đang im lìm hoài cổ, sao các ngươi không nhớ lại màu cờ tiếng trong trận thuở xa xưa? Thuyền mà
cờ mãi ngời. Hai quân giao chỉ gương tuốt sáng ngời, sát khí đằng đằng khói loang dân vũ. Ơi giáo, ơi gương, có tiền thân là những phiến đa mài. Mấy ngàn năm người đã cầm tay tìm sự sống rồi kết đoàn dựng nước, chém núi bát rừng khởi sông ngang lũ, đã chuyển mình thành giáo rửa thô sơ. Kỷ văn lang lưng mạnh đến không ngờ, đời thịnh trị 2000 năm phẳng lặng. Ơi giáo, ơi gương, có tiền thân là những mũi tên đồng đã máu phen giữ những cổ loa thành, người giữ nước không thẹn cùng ơi giữ nước. Nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết có rất nhiều vai diễn để đời, và một trong những cái vai diễn mà mình tin chắc rằng tất cả quý vị khán giả rất yêu thích đó là Đời Cô Lựu. Thì chắc là xin phép chị một vài cái kỷ niệm về Đời Cô Lựu trước khi chúng ta bước vào cái phần trình diễn của chị. Cái vở đó của bác Trần Hữu Trang với cái sự mà cộng tác của Ba Nam Châu, cho nên nó có những cái câu ở trong Đời Cô Lựu đó mà Bạch Tuyết diễn đến cái lúc đó là nhớ là diễn tới tháng thứ 6 đó. Một hôm là diễn bên Paris á, thì mới hiểu được cái câu này của bác Trần Hữu Trang. Bùi Điền có nhớ cái chỗ đoạn mà cô đứa con đó tới nói với mẹ đó, mẹ đi con lên đám cung đình đi con, đi đi, mẹ đi đi. Cái thôi con cứ lên đó đi, rồi coi bà con cô bác người ta làm sao mình làm y vậy, cái nó trúng à. Mà lúc đó mà Tuyết chưa hiểu cho nên cũng diễn bình thường vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà một hôm đó bỗng nhiên ngoài sân khấu mà cảm nhận được cái đó, giật mình với ông cha mình, tức là con cứ đi lên trên đó đi, rồi coi bà con lối xóm ta làm sao mình làm y gì cái nó trúng. Nó là cả một cái kho tàng, một cái quý báu về văn hóa của dân tộc, phải không quý vị? Dạ, tức là mình đừng muốn không kỳ đó, thì bà con người ta làm sao mình làm y vậy đi, còn mình làm không phải vậy là mình kỳ đó. Và cái đó là Tuyết phải vô bàn tổ đó mới nói với bác Trần Hữu Trang, bác ơi bây giờ con mới hiểu cái câu của bác, con sẽ diễn lại đàng hoàng. Dạ. Rồi còn một cái đoạn nữa, Vũ Điền nhớ không? Tức là cái chỗ mà bà ca với con đó, tức là má có một đời, cho chị cái dây đi lại. ưa ca sản. Má có một đời chồng trước khi về, ăn ở với ba câu kia đó, ôi người mẹ hiền lương. Câu đó của Kim Anh. Đến bà, người kết hôn thuở má còn son, tên thật là Võ Minh Thành, chiều an quan lưu đài cốt đạo. Bà dùng cái chữ á, má có một đời chồng. Ở trong làng mà người ta nói mình con đó nó có đời chồng rồi. Tức là sự mỉa mai và sự không coi trọng là lấy đại. Không có bàn thờ tổ tiên, không có ông bà cha mẹ gì hết trơn á. Là bà dùng cái chữ đó nó cho hội đồng. Má có một đời chồng trước khi về ăn ở. Tức là chữ đó mà đặc biệt là cái chữ ăn ở là một cái chữ nó giống như thế là khinh miệt cái cặp vợ chồng này, tức là lấy đại trong làng. Nhưng mà tới phiên Võ Minh Thành á, thì bác Trần Hữu Trang cũng dùng người kết hôn thuở má còn son, tức là đây là một cái đám cưới rõ ràng có hai bên cha mẹ và có bàn thờ tổ tiên, và thuở má còn son tức là má còn con gái. Cái văn học như thế thì làm sao mà bà con khán giả không mê và không thương được, phải không bà con? Thank you.
Lương, Lương, con Hường rất ba lắm phải không Lương? Dạ, con nào đâu dám hờn trách má. Cũng mới đây thôi, từ cái hôm ba về, con mới hiểu rõ được đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép ba cho con đến đây gặp má. Dầu cho má không nhận nhìn, thì con cũng muốn gặp má một lần. Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con? Luân ơi, con là nấm rỗ của má mà. Luân ơi, má, chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngỡ là thân con. Nhờ con đem số tiền này về đưa cho ba con giùm má nghe con. Má ơi, má ơi má, ba con biểu con đến đây gặp má thôi à. Còn số tiền này á, con không có dám nhận đâu má. Con với ba con chặt lòng chặt dạ, má không yên tâm. Niềm đau cô chưa dời mà nỗi lo mới càng nặng nề chồng chất. Cái tin ba con vừa ngục trở về, má tuổi tuổi mừng mừng đến lệ rơi tóc má. Cái chuyện con còn sống sót, lần ơi má nghe lòng đảo nhói như có vết dao nào đang rớt máu trong tim má. Ba con bị lâu ngậm sầu nuốt thảm, chiêu đòn roi tuổi nhục chung lao lung. Tuổi già sức yếu, trở về quê nhưng tưởng sẽ trọn vẹn câu thề, cho bỏ những ngày phu thê cách biệt. Nhưng ai có ngờ bạc tâm nợ duyên tăng.
Ngày ấy ba con tóc hải còn xanh sau 19 năm nhiệt ngà, nay trở về đây thì tóc đã phai màu. Bao nhiêu nắng mưa giông tố dài dầu, tâm thân già trơ trọi như cổ thụ lâu ngày không sắc không hương. Tuy gốc cổ thụ già cằn cỗi không sắc không hương, nhưng dần ước mơ những chồi non xanh mưa. Gặp ma đây là con thở đi một bước để xem ba má ra sao. Thật nào thì nó cũng vẫn là sự thật con à, cho dù người ta cố tình che đậy nó. Nhưng đến một lúc nào đó khi mọi việc phơi bày ra ánh sáng, những người trong cuộc sẽ cười đau không phần. Mà ơi, tình mẫu tử thiên liêng cao quý, mà đã chịu nhiều khổ lụy mà không bảo vệ nổi đứa con, đó cũng là sự tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Nhưng còn ba con, chứ ba con nhận bất công ngoài xã hội sau 19 năm đâu phải là ít ôi ngắn ngủi. Ba ơi, ba con về đây là nhắm vào những người gây nên tội, chứ không nhắm vào những lầm cho ba con giùm má đi luôn. Má ơi, không được đâu má ơi, ba con mà biết là ba đánh con chết đó má. Con xin má mà má. Con với ba con chặt lòng chặt dạ, má không yên tâm. Lương ơi, đây chỉ là số tiền nhỏ con, nhưng tất cả là người vợ chăm sóc cho chồng giữa lúc còn khốn khó lông đông. Không phải mày có số tiền này ném ra để che miệng lưỡi của bà con đối xóm, cũng không phải mong dòng điểm tiền này để mong gột rửa bớt những lỗi lầm nhớ nhung. Nhưng Luân ơi, có thức khuya mới biết đêm dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự người trong cảnh. Dĩ dàng éo le bao năm liền ngạm anh, hiện tại đang rối mồ như giò thơ gốc chặt. Nhạc lạc bày kêu sướng thảm thiết, người lỡ bước chân là tròn kiếp thương ngã sâu. Con nghe lời má đi Luân ơi. Má ơi, con thương má, con cầm số tiền này con đem về cho ba con đi. Con xin má, con xin lỗi má. Má ơi, con không nhận được số tiền đâu má ơi. Ba con mà biết là ba con đánh con chết. Con xin má, con về. Luân ơi, má. À, dạ kính thưa quý khán giả, cho phép con Lâm để giới thiệu một chút xíu và Võ Minh Lâm. À, nếu quý vị các bạn vẫn còn nhớ thì năm 2006 Chuông Vàng Vọng Cổ truyền hình là những cái năm gần như là đầu tiên Võ Minh Lâm đã là một cái thí sinh nhỏ tuổi nhất và đạt giải cao nhất của Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2006 đó.
Chắc có lẽ là quý khán giả cũng đang muốn lắng nghe cái cảm xúc của Võ Minh, đầu tiên là của Võ Minh Lâm khi mà nhận lời tham gia chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay với lại chị Bạch Tuyết. Và đây là có thể nói đây là một cái vai mà cũng đi vào lịch sử đó, ngoài con, tại vì cái vai này là trước đây đã có rất nhiều nghệ sĩ lớn như là nghệ sĩ Minh Vương, rồi cái anh Kim Tử Long là cái thế hệ thứ hai đó cũng đã đảm nhận cái vai này. Thì Võ Minh Lâm, cái cảm giác như thế nào, có thấy là bị áp lực không? Dạ thật ra thì với vai diễn này, khi mà nhận được lời mời của cô Ba để mà tham dự chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại thì đối với Lâm, Lâm thực sự rất là bất ngờ, và trước tiên là Lâm vô cùng hạnh phúc là bởi vì được đứng chung với thần tượng của mình. Dạ, Lâm cũng xin chia sẻ đến quý vị là mặc dù là nghệ sĩ nhưng mà khi được diễn chung với những thần tượng mà ngày xưa mình xem TV rồi xem trên băng đĩa thì phải nói là với cô Ba đây là một người nghệ sĩ, một cây đại thụ của sân khấu cải lương rồi. Thì Lâm đứng chung sân khấu với cô phải nói là một niềm hạnh phúc mà không thể nào mà diễn tả được bằng lời. Và đặc biệt là với trích đoạn mà Đời Cô Lựu thì đã quá thành danh của cô và cũng như là của các cô chú anh chị. Thì đây là một cái duyên, Lâm nghĩ là một cái duyên với Võ Minh Lâm. Thì bởi vì Lâm, mọi người cũng biết là Lâm là Võ Minh Lâm rồi và nhận vai Võ Minh Luân. Thì Lâm nghĩ đó là một cái duyên. Và hình như là mọi người ở ngoài là khán giả đó cô, và anh Điền biết đó là khán giả cứ hay gọi em là Võ Minh Luân không à. Bởi vì mọi người cứ xem Đời Cô Lựu và cứ nghĩ là Võ Minh Luân, Võ Minh Luân, thế là đi đâu cũng là Võ Minh Luân. Mặc dù Lâm đây mới là lần đầu tiên Lâm diễn vai Võ Minh Luân. Và thưa quý vị, Bạch Tuyết rất là quý trọng những người bạn trẻ, mà đặc biệt là Võ Minh Luân, Võ Minh Lâm đây. Và coi như là candidate đó là từ hồi là 2006. Và mười mấy năm sau tôi luôn theo dõi cái bước tiến của bạn, và có thể giới thiệu với quý vị đây là một người kép trẻ cải lương hiện tại làm chủ tình hình với một cái đời sống rất là trong trẻo và với một cái đầu rất đẹp và lúc nào cũng ham học. Thì với cái điều đó, cô tin rằng con sẽ tiến rất là xa để trả ơn cho các vị tiền bối, và cảm ơn các quý vị đã ủng hộ cải lương, đã thương cải lương và ủng hộ lớp trẻ. Và cũng nhân chương trình này thì con cũng xin được gửi gắm đến cô những lời yêu thương bằng tất cả những gì mà con ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay. Lúc nào cũng mong và chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng có thật nhiều những vai diễn, mà quý vị đã thấy rồi đó, có rất nhiều những vai diễn để đời của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đây, và nó sẽ sống mãi trong lòng của con cũng như là của tất cả khán giả. Cảm ơn con. Kính thưa quý khán giả, có thể nói nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết rất nhiều khán giả trân trọng, trong đó cũng có mình. Đó là cái học thuật của chị. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng là tiến sĩ nghiên cứu về cải lương đầu tiên của Việt Nam. Em cũng biết là chị cũng khăn gói và đi học rất là xa, học ở châu Âu, thậm chí học ở London, học ở rất nhiều nơi mà cái có thể nói là cái nền nhạc kịch của họ rất là lâu đời. Thì em cũng thắc mắc là lý do tại sao mà chị phải quyết tâm đi học thật nhiều như vậy. Và em nghĩ là cũng có nhiều người cũng nói học chi dữ vậy, hát thì cứ hát thôi chứ học nhưng học dữ vậy. Bà con nói hát thôi chứ cần gì tiến sĩ. Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà thật ra là mình nghĩ bên nội của Tuyết là khoa bảng. Dạ. Tức là cái bác mà dở nhất thì cũng là thạc sĩ bây giờ theo mình kêu. Dạ. Còn hầu như đó là làm quan lớn rồi là tiến sĩ này nọ. Chắc lẽ Tuyết là cái gen di truyền ra bên nội nhiều hơn. Cho nên là trong đời đi hát đó, là giải trí đó, là học. À, thích học, chứ thích chơi, ngồi chơi mình học vậy đó, chứ không có mấy cái giải trí khác như mọi người. Cho nên nhiều khi trong bạn bè đồng nghiệp thấy rằng bà này sao bà cứ xa cách mà bà giống như bà một mình hoài. Nhưng mà thiệt ra mình kính trọng các đồng nghiệp mình lắm. Có điều là mình cảm thấy rằng giới bên nội đó, mình phải tỏ ra xứng đáng. Cho nên thật ra nói ngay đầu tiên vậy chứ mình cũng tự ái 6.000 lắm. Và cho nên đi hát cứ 3-4 năm cái đi học, 3-4 năm cái đi hát, cái 3-4 năm cái đi học, 3-4 năm mà rốt cuộc rồi thì có được một cái bằng tiến sĩ ở London. Nhưng mà phải nói rằng rất gian khổ, là vì cái tiếng Anh đó, nó cái syllab nó liên tục tiếng châu Âu mà. Còn mình, tiếng mình là từng tiếng. Cho nên cái khoảng thời gian mà Tuyết đi học ở đó, xong rồi đi về đó hát á, thì có nghe bà con nói là bà này bà đi học về bà ca điệu quá.
Thế nhưng mà nghĩ trong bụng, bạn thân cũng nói vậy. Rồi khán giả bình thường người ta không thương ghét mình hết, mà người ta cũng nói. Thì như vậy là mình có vấn đề. Xong rồi mới lấy mấy cái đĩa cũ đó, nghe. Rồi lấy mấy cái đĩa mới thu đó, nghe. Thì mới phát hiện ra một điều. Là nói nhanh quá. Ca đó, nó thiếu một cái mùi của cái trước đó. Là tại vì thiệt ra mà phải nói tiếng Anh là phải nói là try to survive, tức là phải cố gắng để sống sót. Chứ mình là người ta còn nhỏ, lớn lên học một mạch thì được rồi. Còn này mình học từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn. Mà phải ráng cổ mà nghe mấy ông anh mà bên Hàn Lâm á, mà nói. Thì kể như vậy với quý vị để biết rằng cái chuyện đi học nó gian nan tới mức nào. Chưa kể ở đây mình ra đường cái bà con khán giả nói ý bà Tuyết mừng quá chào bắt tay. Còn mình đi qua đó không ai biết mình là ai đâu. Tức là mình cứ đi ra khỏi nước rồi thì mình là Are you Vietnamese? Mình mới hiểu được rằng khi tụi mình trong nước, tức là mình muốn nói gì mình nói. Bà con mình tha thứ. Nhưng khi mình ra khỏi đất nước, mình có một cái danh dự của tổ quốc mà mình phải làm đàng hoàng. Thì đó là cái bài học học được đó. Dạ. Em nghe nói là trong cái quá trình mà chị ở bên Anh, ở London á, thì chị sáng tác rất là nhiều, mà lại là sáng tác rất nhiều bài tình nhạc. Cảm ơn bạn cái câu hỏi này, dạ. Câu hỏi quá tuyệt vời. Tức là ở trong nước á, thì cho tới bây giờ đó là mình đã sáng tác được là gần 30 vở tuồng cải lương và gần 300 bài ca giọng cổ, tức là để hát. Nhưng mà khi mà mấy năm mà ở bên London mà buồn mà muốn sáng tác á, rất lạ là thưa quý vị, không thể viết được một câu giọng cổ nào hết, mà chỉ viết được nhạc thôi. Thì trong chương trình này bà Tuyết cũng sẽ giới thiệu một bản nhạc trong 60 bản nhạc mà những năm tháng Tuyết đi học đó. Đây là học ở Bonn nha, rồi ở Đức một thời gian nha, ở Pháp một thời gian nha, đặc biệt là ở London là cũng 4 năm. Thì là chỉ viết được trên dưới là 60 bản nhạc và vẽ được 60 cái tranh sơn dầu thưa quý vị, chứ còn không viết nổi một cái câu giọng cổ nào hết trơn. Thì mình về đây mình mới biết là chỉ trong đất nước, cái nghĩ bằng tiếng Việt, nói bằng tiếng Việt và cảm xúc bằng cái tâm hồn Việt á, thì mới viết được cải lương. Vẫn nhân từ dù em đời hồ.
may mắn là có chương trình này để tôi có thể nói được cái tâm tư của tôi á. Bài hát này tôi viết ở London trong một cái chuyến đi thăm Stratford and Avon, quê của nhà văn Shakespeare, và tôi viết ở cái nhà hát Thiên Nga Swan Theatre. Và khi tôi viết xong rồi và tôi về Việt Nam, tôi thu và tôi nghe lại thì nó có những câu: gọi đi em tên một người, gọi đi em tên một đời, tiếng gọi đau đớn trời, và cuối cùng thì đất sẽ rất nhân từ, ru em lời mùa đông, tức là mùa đông của đời người cũng như là mùa đông của nghệ sĩ Bạch Tuyết. Và tôi có nói với người nhà đó là với bài này, ngày nào mà làm tang lễ của tôi đó thì hãy để cái bài này hát lên. Và để nói với mọi người rằng chúng ta đã sống rất tốt với nhau, và chúng ta ra đi không có hận hờn, không có tiếc nuối. Chúng ta chỉ có một cái đẹp của nghệ thuật cải lương gửi lại cho cuộc đời này. Hỏi gì những cái câu mà nói chung là em tìm được thông tin mà em muốn hỏi mà nó không nằm trong kịch bản. Bây giờ nói với bạn cái chuyện bí mật nè, khỏi cần hỏi. Dạ, chị nói đi. Trước nhất là nói cái chuyện này nè, bà con khán giả muốn nghe. Với nghệ sĩ Hùng Cường. Dạ, đó. Dạ. Mình đi hát mà mình có phước đó. Thì ba năm châu với ma bảy nói là con phải gặp được một người kép, mà với con nó giống như là một cái nồi tìm được một cái nắp dung úp lại. Thí dụ như bây giờ cái giọng con nó mỏng, nó nhẹ, nó cảm đầy cảm xúc, thì cái người kép với con nó phải là một cái giọng, nó giống như một cái bóng tùng với là một cái dây leo vậy đó. Thì may mắn trong đời mình đó là gặp được nghệ sĩ Hùng Cường. Anh là một người đã nổi tiếng tân nhạc về giọng tê no. Với những cái bài của ảnh mà khán giả không thể nào quên được. Thì đến khi mà ảnh về Dạ Lý Hương gặp mình thì mình, thì như bạn biết rồi, cái giọng của mình nó nhỏ lắm, nó không có giống như được những danh ca. Tức là mình đi hát khán giả thương, khán giả khen, nhưng mà không có ai kêu là danh ca hết á. Tức là ca nhỏ nhỏ, nhí nhí, nhủ nhủ. Thành thử ra mà đứng kế cận với Hùng Cường, thành thử cây to bóng mát mà. Nhưng mà bạn có biết không, nó có một cái nỗi khổ là vậy nè. Tức là ông là một người ca hay, diễn giỏi, mà ông rất sạch sẽ. Tức là hai đứa hát chung đó, lúc nào cái miệng ông cũng nhai chewing gum hết á. Mình hỏi làm gì nhai hoài vậy, sắp sửa tới tuồng thì nhả ra. Trời ơi, tao hát chung với mày, cái miệng tao kê sát cái miệng mày, không lẽ để cho cái miệng tao hôi hả? mà anh kỹ lưỡng từng chút như vậy đó, mà bà Tuyết cũng chưa thấy một cái người kép nào, hay là tại mình chưa có cơ hội. Chứ còn ổng là người nhỏ thương ổng nha. Người 12 tuổi mê ổng, người 16 tuổi, người 20 tuổi, người 40 tuổi, người 80 tuổi. Tức là mê ổng như điếu đổ. Mà sao mình không mê? Em cũng tính hỏi gì câu đó. Trời ơi, mình mê muốn chết được luôn á. Nhưng mà cái nhà đó, bưu điện với ông, phải có cái hàng rào. Đúng rồi. Chứ không có hàng rào không được. Cho nên mà Tuyết nói nhỏ với mấy chú, mấy bác hậu đài á, nếu mà để cái tủ làm tuồng của ảnh bên tay trái thì để cái tủ làm tuồng của Tuyết bên tay mặt. Và nói với quản lý đoàn, nếu mà mướn khách sạn cho ổng ở thì khách sạn ở đằng đầu miền Đông, còn khách sạn Tuyết ở miền Tây. Tại vì mình đâu có biết cái người mình lúc nào mình yếu bóng vía. Thành thử ra thôi mình cứ vậy đi. Tại vì vợ của anh đẹp lắm quý vị, mà chỉ hiền vô cùng, mà một người biết điều không thể nói được. Tức là hát trưa chủ nhật á, cái chị đem cơm vô lo cho chồng rất là mực thước. Mà đem cơm vô rồi đó Bưu Điền, để nhẹ nhẹ vậy nè, cái đi ra luôn, chứ không cho ai biết, không muốn cho ai biết mình là vợ của Hùng Cường. Mà người đàn bà như vậy thì mình nỡ nào mình làm cái gì sau lưng bóng tối của người ta. Mà má Bảy nói rồi, con á, mà làm cái gì mà trời đất không thương đó, là con sẽ bị khán giả tẩy chay. Thật ra đó, mình sợ nghèo, sợ không hát được nữa, không biết làm cái nghề gì. Cho nên thôi mình ráng làm chuyện nghề này cho đàng hoàng một chút.
Dạ, cảm ơn. Dạ, quý vị các bạn, vừa rồi là Tân Cổ Chuyện Đêm Mưa hả chị? Dạ, thì đúng rồi. Dạ, tân nhạc thì sáng tác của Hoài Linh. Dạ. Nhưng mà cổ nhạc là sáng tác của chị Bạch Tuyết ạ. Chia sẻ thêm với quý vị khán giả là thời gian gần đây thì chị Bạch Tuyết cũng có rất nhiều sáng tác từ những cái bản nhạc hit của giới trẻ, ví dụ như là những cái bài như mình Lạc Trôi của Sơn Tùng v.v. là có phải ta đang lạc trôi giữa trời đôi dân lang thang về nơi đâu không biết nào. Giống như là đã nói là ham học á, thì nếu mà đã ham học á thì không biết bao nhiêu chuyện để cho mình học. Và khi mà theo dõi các bạn trẻ trong nước cũng như là những người trẻ ở nước ngoài á, thì mình thấy nó có một cái điều rất là phấn khởi. Tức là họ có những cái văn học rất là hiện đại. Mặc dù họ nói rất là bình thường, nói thương nhau rồi nói giận nhau, nói buồn nhau, nhưng mà nó có mang một cái chất thời đại của cái cách nói chuyện. Cho nên là mình mới xin phép để mà chuyển những cái bản nhạc mà mình thấy xúc động đó, thì chuyển sang giọng cổ. Thì các bạn ấy nói trời đất ơi ngộ quá ha, cái này mà cũng viết giọng cổ được. Thì bà Tuyết mới nói là bạn ơi, giọng cổ cái gì viết cũng được hết trơn á. Thí dụ như thế là ngày hôm nay tôi ở trong chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại, được nói chuyện cùng với người tổ chức và quý khán giả thân yêu thật quý vô cùng. Mở bảy phùng hái dạy á, cái nghệ thuật cải lương á, thì á là 100 năm nghệ thuật cải lương á, cải lương ra đời để chống ngoại xâm, để bảo vệ giữ gìn văn hóa của dân tộc. Chứ ở đây không phải là một cái loại hình xuất hiện để giải trí đơn thuần. Cải lương ra đời đó để làm sao cho cái chèo á ý a chậm quá thay thế được. Rồi tuồng á thì là quân sử thần tử thần bất tử bất trung, phụ sử tử bất vong bất hiếu. Tức là tiếng Hán Việt nhiều quá, những người trẻ lúc bây giờ họ không hiểu và họ chán, và họ thích nghe Le Marseillais của Pháp, và họ thích vô nhà hát Tây hơn là ở một cái chiếu chèo ở sân đình. Và cải lương của con đó là ông bà mình thay thế vô cái đó để làm sao cho được một cái hình thức giống như là operet của Tây, tức là một chút ca rồi một chút hát rồi một chút nói kịch diễn. Cho nên cải lương nó gồm á thi là thơ đó, ca vũ nhạc kịch gồm lại thì mới là cải lương. Nó là một cái nghệ thuật tổng hợp. Thành thử nếu con muốn trở thành nghệ sĩ cải lương thì má đòi hỏi con hai việc. Một là con phải học cho thật thuần thành thi ca vũ nhạc kịch, để người ta biểu con làm siết con cũng làm được nữa. Bởi vì con sẽ đóng rất nhiều nhân vật, từ trung thần cho đến định thần cho tới đủ thứ hết á. Nhưng quan trọng hơn hết, cái hồn của cải lương đó chính là dân tộc. Cho nên con muốn hát cải lương hay, con muốn bà con thương con, lòng con đối với dân tộc như thế nào, đối với đất nước như thế nào, đối với những bà con nghèo bất hạnh họ sống ra làm sao, nếu con không biết thương xót họ, nếu con không biết nâng đỡ họ, thì con có hát hay ngàn lần đi nữa, khán giả cũng không cần con. Xin thưa quý vị khán giả, thì em cũng nhớ là chị nói là chị có một cái tiết mục rất là đặc biệt và chị muốn tặng riêng cho cái chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại, đặc biệt riêng thôi, tức là cái tiết mục này chưa bao giờ chị trình diễn ở đâu hết, đó là diễn kịch một mình. Dạ. Mà em cũng biết làm sao mà một mình mà có thể diễn được. Dạ, thưa chị, đó là cái tiết mục đó như thế nào? Dạ, phải nói là bà Tuyết may mắn. Tức là sau khi tác giả Hòa Phượng mất và sau khi nghệ sĩ Hùng Cường mất thì Tuyết có một mình à. Mà rồi lại bỗng nhiên lại gặp được tác giả Lê Duy Hạnh. Có thể nói rằng ông là một tác giả mà khi ông sáng tác cái vở cải lương Một Người Đầu Tiên là Hoàng Hậu của Hai Vua đó, cho Tuyết đóng đó. Thầy viết nước viết nhà tự khắc tự sinh, chiếc ngai vàng kia bóng hình ẩn chưa, ngồi vào đó phải chịu hướng đời mà bên bốn bề đất trời soi thân.
thì đi khắp cùng thế giới hết, rồi hát cho quốc hội nữa. Rồi với cái vở mà diễn kịch một mình cũng là vở kịch một người đầu tiên của Việt Nam do tác giả Lê Duy Hạnh. Và bà Tuyết xin cảm ơn ông ở trong chương trình này, và hết sức biết ơn ông là vì nhờ có ông cho nên bà Tuyết diễn một mình mà khán giả vẫn thương. Và đặc biệt là với nhạc sĩ Thanh Hải, tức là bởi vì nó chỉ có một cho nên cái gì cũng bắt buộc phải xuất sắc. Tức là kịch bản phải xuất sắc, rồi âm nhạc phải xuất sắc, rồi là diễn xuất phải đâu ra đó. Mọi thứ nó khán giả đòi hỏi là đều phải là best. Cho nên là Tuyết nghĩ rằng mình hết sức may mắn, mình mới được có mặt ở trong cái tác phẩm như vậy. Và Tuyết xin được diễn ở trong cái chương trình này, xin tác giả được diễn trong chương trình này. Và cảm ơn Bửu Điền cũng như là cảm ơn bà con khán giả đã theo dõi chương trình. Cái vở cải lương đầu tiên của Việt Nam của tác giả Lê Duy Hạnh á, thì vì là có một người diễn trong vòng 1 tiếng 15 phút thì quý vị nghĩ làm sao mà thu hút khán giả? Bởi vì khán giả chỉ cần ngồi như vậy là mình tiêu rồi. Thì 1 tiếng 15 phút đó khán giả phải ngồi vậy mới được. Tức là người ta đang muốn coi. Thì mới nói với anh Thanh Hải: Hải ơi, Hải làm nhạc làm sao á mà hồi bây giờ là có cái internet rồi, có mạng toàn cầu rồi, cho nên cái người xem nó, người ta đòi hỏi mình nếu mà cái nhân vật này ở cái xuất thân là cái gì thì cái âm nhạc phải có ở đó, chứ mình không thể nói chung chung như trước đây. Thì ở trong đó là một cái bào hoàng của người Việt Nam, cho nên từ cái điệu bộ cho tới cái cười, cái nói, cái tay chân đưa ra đưa vô thì cũng phải hoàn toàn Việt Nam. Là bởi vì mình rất là dễ giống kinh kịch của Trung Quốc, giống như tụi mình coi Hồ Quảng đó. Thì là nếu mà họ chỉ bên đây thì họ sẽ bắt đầu từ đây, từ đây qua đây, rồi tay như thế này đó, rồi mới đến cái chỗ này. Và nếu muốn chỉ đây thì họ phải bắt đầu từ đây qua đây, xong cuối cùng đó, thì mới đến đây. Còn cái dân tộc mình thì lại không như thế. Một cái điệu bộ của một cái loại hình sân khấu dân tộc, nó nói lên cái bản chất thật của cái đất nước đó. Trong cái điệu bộ này ở đây nó không có con người, không có nhân quyền. Trong khi đó thì cái văn hóa của mình nó là cực kỳ nhân quyền. Tất cả những điệu bộ của chèo mà nghiên cứu là thường thường vô đến đây rồi đi ra. Và nếu tai đó như thế này bắt đầu ngón út thì cái đi vô bắt đầu bằng ngón cái trở ra. Cho nên tất cả những cái điệu bộ mà của bà Tuyết trong Dương Văn Nga đó thì sáng tạo trên cơ sở của chèo, tức là mình đi ra ngoài cùng hết nhưng mà mình vô tới đây và mình nhường nhau. Cho nên mới có một câu ở trong Dương Văn Nga đó Vũ Điền, tức là kết của Dương Văn Nga đó, thì Lê Hoàng khoác long bào, ta vừa khoác lên da nhân cử thách rất tự hào của nòi giống tiên rồng của mấy ngàn năm bất khuất, lấn ngửa là ngái vàng, ta tiết triều nới trận mạc, cùng báo quốc đuổi giặc cứu sơn hà. Cái chữ đuổi, cùng ba quân đuổi giặc, thì lúc bây giờ đó đạo diễn Chi Lăng mới hỏi tác giả Hoa Phượng: anh à, chữ đuổi sao thấy yếu quá, sao mình không đánh giặc, sao mình không cùng ba quân giết giặc? Thì tác giả Hoa Phượng nói như thế này: thưa quý vị, dân tộc mình không chưa từng đi đâu để đánh ai hay là cướp bóc của ai, mà người ta cứ tới mình trong suốt mấy ngàn năm và mình đuổi không đi mới đánh. Đánh không đi thì mới giết. Giết là một hành động tự vệ chứ không phải là một sự khát máu của một dân tộc. Và đó thật sự là giá trị của nghệ thuật cải lương. Và mình Tuyết học được từ đó. Cho nên là tại vì sao mà mình cảm thấy cái chất văn học của nghệ thuật cải lương nó rất là bác học. We'll be right back.
trái đất, cái nôi của sự sống và là mồi chôn của con người. Ôi, ta còn sống, có phải ta đang sống lại trên sân khấu của mình, sân khấu của cuộc đời? Mất còn chìm nổi linh đinh, sân khấu hai tiếng thân quen đang sống lại trong hồn, nghe nung nấu cõi lòng, tiếng trống khải hoàng ca. Khuya lắm rồi, giờ này người xem đã ra về, các rạp hát chắc đã đóng cửa, khán phòng còn lại những hàng ghế trống quang, cảnh tri phong màn bừa bộn ngổn ngang, chư dư trên sàn diễn. Vai diễn kết thúc, đằng sau hổ trường nghệ sĩ lao xuống phân cởi trà xe mi xa rời không gian kỳ ao, để trở về với cuộc đời đầy bất trắc rủi mai của kiếp thần hoàng tử, quái dùng anh hùng cứu hồn bò nguyên. Rực rỡ kiêu kỳ vua chúa dân phi, gác tia lầu sơn quy nghi trắng lệ. Chúng dân cuối rạp mình cũng ngó vàng tuy, nhạc tấu rần vang nơi điện ngọc cung vàng. Trong chốc lát tất cả đã không còn, quân vương hoàng hậu đâu rồi, nguyên soái thần dân đâu, bà chúa ông hoàng đâu, những con người chịu ước oan. Nguồn người bị bức hại tù đài, chắc chờ thật giả ai hay, tim hầu tàn giữa đại địa mênh mông, ta ở đâu trung tâm cùng nỗi nhớ, sân khấu còn đây hay chỉ là trong ký ức, dùng ý thức sương mù vô thế vô chung. Ồ, thành kiếm báo, cây thương, những chiếc mặt nạ người đời đã chôn theo ta. Như vậy là vẫn còn cái sân khấu cho ta và cho cả bao người. Ta với chiếc mặt nạ này đây là sân khấu của nhân sinh, các bạn diễn của ta ơi, hãy cùng ta trao gửi nỗi niềm trong lặng của đêm dài. Sự sống vẫn mãi sinh sôi. Tâu Chúa Thượng, người không thể lặng im như vậy mãi. Trăm họ đang lầm than điêu đứng vì bọn gián thần lộng hành cùng khắp. Tôi thần khẩn thiết xin Chúa Thượng, nhưng còn vua thì còn định, còn quyền lực tối thượng thì còn có kẻ ai vua đi mưu lợi lộc riêng tư. Rạch nát quỷ hoại bộ mặt này,
hắn sẽ cùng nhiều bộ mặt khác sẵn sàng cúc cung tận tụy dối chúa gạt vua thu tóm lại quyền. Ôi hội đấng trung thần văn giỏi võ tinh là để ông phò nguy cứu nàng, trừ khử tham quan bảo vệ lương dân, răng cắn chặt tay chân ông bất đồng như vậy là sao? Mà tâm đôi rất lầm than, còn bị bọn tham quan dở dẹt bức hại. Họ thấp cổ bé miệng, dốt ngát cô bần, làm sao để sống còn mà khỏi phải bán vợ đỡ con. Ta đã hỏi ba người mà mỗi lời nói mỗi cử chỉ của họ có khả năng quyết định hoặc thay đổi vận mệnh dân tộc quốc gia. Nhưng cả ba đều lặng thinh câm đinh, biết bao giờ tuồng đã được diễn trên sân khấu. Là bấy nhân vật khác nhau, nhưng cho dù có rất nhiều vai rút lại cũng chỉ có vài người là nín thần ác ôn hay trung thần thương dân cứu nước. Giờ đây thiện ác lộn nhào, thế lực uy quyền tới đầu siết cổ chúng dân. Cười cái gì? Ha! Vua cũng có ghen ngứa chứ bộ. Ta là vua, nhưng ta vẫn chỉ là một con người như mọi sinh vật trên thế gian. Các người đưa ta lên cao quá, chỉ nói giữ thăng bằng, làm sao cho khỏi té. Là đủ mệt đứng thôi, còn nói gì khác nữa. Các người bảo là phường ninh hót, trật lất hết trần vì sân khấu đâu phải cuộc đời. Phân biệt trắng đen đâu có dễ dàng, sân khấu ác trung thần mắt đỏ bên đây, còn ninh thần mặt trắng đứng bên kia. Khán giả nhận thức rõ ràng, đèn trắng thẳng hàng có nói khác được đâu. Khổ nỗi ta lại không phải là thần thánh hiện xuống. Các người gọi ta là thiên tử, tức là con ông trời. Ta là con người, mà đã là con người á thì cần trung, nhưng thích nịnh chậm hết. Này ông trung thần, phải nói rằng ta rất nể trọng khanh, đối với khanh như người thân thuộc. Nhưng lời nói thật của khanh khiến ta khó chịu khó ưa. Lúc nào khanh cũng canh chừng ta, chẳng khác nào tên chủ ngục. Ta đâu phải
phải là con nít ngây thơ hay là thằng thù của canh. Có những chuyện riêng tư ta không muốn bàn với canh. Thật ra cũng đâu có cái gì lạ, ta là vua, ta ra lệnh canh phải tuân theo. Ta muốn có gì phúc ta cần phải luôn được chiều chuộng. Nếu không như vậy thì ta làm vua để làm chi? Thường có còn nhớ ngài người bị vi khổn ở thành Cổ Tử, thần đã cùng tướng sĩ ba quân xông phá đuổi giặc, trong tiếng trung hào hùng tiếng kèn xung trận, cố vượt qua giảng hiểm ngàn nguy để cứu giá cho người. Ai sẽ là người chứng kiến để khắc vào bảng vàng bia đá tên tuổi những anh hùng liệt nữ đã hy sinh? Có bao giờ Chúa Thượng tự hỏi vì sao họ chấp nhận hy sinh những vì mình cái chết để bảo toàn sinh mạng con người? Bình thường ai cũng thề quyết tận lực tận trung với Chúa Thượng, nhưng nếu như người muốn biết rõ sự thật, đúng hay sai thần cầu xin Chúa Thượng hãy nhìn vào việc làm của bọn họ. Miệng nói vì dân vì nước quên mình, nhưng sau lưng Chúa Thượng họ làm điều bất nghĩa bất nhân, mưu lợi ích cá nhân dòng họ. Xiết cổ chúng dân, tôm quốc nhung lụa bạc vàng. Người ấy mình là kẻ có công hàng mãi, cho nên người nói nhiều quá. Người không biết rằng càng lại nhảy vua càng bực mình. Còn ta, ta chỉ cần đuổi vua lên đầu, phe phẩy cây quạt trên tay thôi là đủ làm nên chuyện đại sự. Hả? Có gì đâu, cây quạt nó làm cho Chúa Thượng mát, và ta đây cứ tha hồ mà dựa vào đó. Nhờ làm vui lòng Chúa Thượng cho nên được Chúa Thượng cất nhắc ban thưởng. Còn hào quang chiều xếp hàng dân cúng cho ta thì cha mẹ vợ con của họ được phủ phê xe ngựa đất đai tiền vàng dân dân. Còn đi theo ngươi hả? Chỉ ăn những điều răn dạy để no, uống những luật lệ cho đỡ khát. Nào là can đảm, chịu đựng, gian khổ, chết chóc, hy sinh. Thử hỏi cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc của các ngươi họ sống bằng cái gì á? Uống nước lạ à? Ăn không khí chăng? Hay là thắt lưng bùa bụng? Chúa Thượng đang ở sát đầu ta đây thì ai dám lấy đầu ta? Quay mặt đi chỗ khác đi, nếu không ta bóc con mắt của nhà ngươi bây giờ đó. Thật ra các người đã trách quan ta. Ta hỏi các người, nếu như vua sáng, vua là đấng minh quân, thử hỏi loại người như ta làm sao có thể đến gần? Từ khai thiên lập địa, vô số các vị vua mà có mấy ông được ca ngợi là vua sáng đâu? Ít lắm, vua tối nhiều hơn. Kế đó là nửa sáng, nửa tối. Thông thường mấy ông vua khai quốc bao giờ cũng sáng suốt, nhưng mà những cái ông tiếp theo á, sáng lờ mờ, sau cùng tắt luôn.
nhà ngươi mà có chết là vì tức khí quốc ức mà chết đó nghe, chứ không phải tại ta nghe. Bơ, vua giết trung thần, vua giết trung thần. Xuống đi cha, ngồi trên đầu bắt tôi quạt xuống à. Không có tôi trung thì làm đó gì mà còn chúa thượng. Ngu như thế mà cũng làm vua à. Bây giờ thì không còn ai có thể cản trở chơi với nguyên vua ta nữa. Giang hùng như ta đây mới xứng đáng ngồi trên cao tôn đỉnh. Ta đã thực sự ngồi trên đầu thiên hạ rồi nè. Có thấy chưa? Ủa cái gì? Trời ơi chuyện gì? Ta cảm thấy như bị chung sống. Bơ ai cứu tôi không ai cứu ta không. Không, ta không thể tiếp tục đóng vai tên nịnh thần khốn kiếp này. Trung thần ông hỏi ở nơi nào, xin hãy lên tiếng. Hãy mau về đây dìu dắt chúng dân, những con người siêng năng chân chất, đêm ngày một nắng hai sương, trọn đời thủy chung cùng ruộng đồng sông nước quê hương. Sống nghĩa khi chết hùng anh, việc khốn khổ nguy hy sinh cho đại cuộc. Theo lẽ phải tôn thờ đấng trung thần, những con người trọn một đời vì nước vì dân. Vì vẫn mặt trung thần, sự an nguy của nước nhà như ngàn cẩn treo sợi tóc. Dân chúng lầm than thảm khóc, còn nổi chi đến mạng sống của một vị vua trên chiếc ngai vàng. Hỡi bậc trung can nghĩa khí, xin đừng để mặt thần lòng người lý tan, mù mịt đất trời thấy cuộc đảo điên. Cho dẫu có hàng ngàn giải diện, nhưng ai chia sẻ tốt cười, ai cần nơi giải bài ở quan phần sớm. Nhà sân khấu nghệ thuật cũng trở thành vô nghĩa, khi thánh đường thiên liên điêu dân nhân vật trung thần. Diễn trò cười khóc đứng ngồi, kịch đời trăm giờ vãn hồi khổ vui. Một phương trời nước ngược xuôi, mình ta tấu khúc ngọt bùi nhân sinh. Kinh khủng ha. Dạ, kinh khủng. Dạ. Không biết một cái ngôn từ nào để diễn tả cho cái tác phẩm vừa rồi. Diễn kịch một mình đã khó rồi, cái này là vừa diễn cải lương một mình, phải nói là một cái nỗ lực kinh khủng. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, chị đã đem đến cho Dấu Ấn Huyền Thoại một cái tiết mục mà phải nói là. Đạt Tuyết xin nói một câu với anh Điền, với khán giả. Ngày đi hát ở Ba Năm Châu với Má Bảy, Phùng Há dạy: sân khấu chỉ có giá trị khi nào biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhân gian.
Và người nghệ sĩ chỉ có giá trị khi nào nói những lời thật với khán giả của mình. Làm thế nào cho cuộc sống mỗi ngày càng đẹp hơn, trong sạch hơn, thánh thiện hơn và ý nghĩa hơn. Dạ, xin cảm ơn. Hôm nay tin chắc rằng tất cả quý khán giả đang có đây, tại có mặt ở đây trong cái sân khấu này, tất cả những quý khán giả đang xem cái chương trình này qua màn ảnh nhỏ, mình tin rằng tất cả chúng ta đều có một cái cảm xúc giống như nhau. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng mình cảm ơn nhau. Dạ. Yeah. Cảm ơn cuộc sống. Dạ. Yeah. Yeah. Trước khi chào tạm biệt tất cả quý khán giả và kết thúc chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại tập đầu tiên này, thì em có một món quà nhỏ nhỏ là tri ân chân thành và sâu sắc đến chị đã. Dạ. Coi như là một thuyết nhận thay cho quý khán giả. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, vở diễn kịch Một Mình vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại tập đầu tiên này. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khán giả đã xem chương trình từ đầu tới cuối. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả, và cũng rất mong sẽ gặp lại quý khán giả trong những chương trình khác của nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là danh ca Bảo Yến. Chiều mây vàng như tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Tôi ngây ngô trong cây cuối góc phố ôm mộng mơ.